Rồi, ok, chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp nào. Và hôm nay thì chúng ta trở lại với cái ông võ sĩ giang hồ này thôi. Nói chung là ông này thì thuộc dạng mạnh rồi, khỏi nói. Giờ hình như phần 3 mình chưa thấy ông này phải. Qua phần 4 mới có ông này sao ấy. Thì nói chung là mình đánh giá ông này là một nhân vật khá là mạnh. Thì thật ra ông thuộc nhóm Power thì đa phần người bên nhóm này mạnh rồi, khỏi nói. Ông này hiện tại mình không có chơi nhiều do ông ấy không có đóng góp quá nhiều cho cái câu chuyện chính, mà chỉ là một cái nhân vật được thêm vô để hỗ trợ một số nhân vật khác thôi. Ít khi nào mình thấy ông đóng vai chính lắm, đa phần là thấy đóng vai phụ không à. Có một chiến dịch cho ông này, nhưng mà chiến dịch đó thì ông Hisaide mới là vai chính chứ không phải ông này các bạn. Ông này hiện giờ cái đường xanh với đường vàng nó không mạnh lắm, tại ông tăng đường công với đường thủ là chủ yếu. Ông này dạng như ổng là cái dạng người mà không quan tâm tới cái lợi ích đó các bạn thấy không. Thành ra nó không ưu tiên cho mấy cái đường kia nhiều, mà đa phần là nó ưu tiên cho cái chiến đấu thôi. Ông này dạng người chiến đấu các bạn. Ông ấy không quan tâm tới chuyện thế sự gì cả. Ông ấy chỉ đơn giản là muốn chiến đấu thôi. Giống kiểu mấy ông võ sĩ đạo ngày Samurai ngày xưa ấy. Tức là nói chung là thế giới giang hồ, thế giới ra sao ta không quan tâm, ta chỉ muốn kiếm người mạnh để mà tỉ võ so tài thôi, không quan tâm tới gì cả. Cái kiếm của ông này đang cầm là cái kiếm hệ thổ nha, chứ không phải là ông đánh ra châu Á được nhiều đâu. Ông này hiện tại mình không luyện nhiều cho nên là hiện giờ mình vẫn xài cái kiếm mà từ ban đầu là mình có. Cái này level 30 chứ không có gì đặc biệt hết. Chiêu xuất thứ tư của ông này ông quýnh đã khỏi nói luôn. Vậy nếu các bạn để ý thì nãy giờ ông ấy quýnh là rất ít khi ông ấy rút cái kiếm ra khỏi vỏ nha. Thường là cái đợt cuối cùng mới ra khỏi rút kiếm ra thôi. Đây, cái đánh của ông ấy thì nó có phần thô bạo và nó không có theo một cái tiêu chuẩn nào cả, đúng kiểu người trong giang hồ luôn ấy. Cái này người ta gọi vui là người trong ao hồ. Rồi tướng Power đánh đã khỏi chê ấy, vàng leo lên đây tốn 8.000 đấy, đứng lại giùm cái cho xin tí vàng cái ông ơi. Giờ thì thôi không có chê nữa, vàng nhiều ít cũng lấy, nhiều cũng lấy đi gỡ vốn mà. Trời ơi bà nô, bà bị sư đánh kinh quá, cái thằng vàng nó ra sớm mà mình chỉ đỡ biết mấy. Rồi đây thôi quất bằng cái này luôn cho nó lẹ các bạn. Quýnh ông này vừa phong vừa thổ, cảm giác nó sướng sướng gì đâu luôn á. Đối phương vừa bị choáng mà nó vừa dễ bị mất máu nữa, tại vì phong nó đánh thẳng vô máu các bạn. Ủa à đúng rồi, ông này thì bà này là bảo vệ bà nô các bạn ạ. Bảo vệ bà nô cho bà đi chứ không phải là mình cạn tướng này tướng kia. Nó thả tướng ra nó làm khó mình thôi. Ông này chưa mát đường vàng cho nên là đồ ổng lấy được cũng không ngon lắm. Ví dụ như đa phần là ổng nói làm sao ta, lấy được đồ mà không có may mắn nhiều. Nãy giờ chưa lấy được món vũ khí hay con ngựa nào. Ấy trời, ráng nó đâm tôi một cái nữa kìa. Trời ơi, tôi đợi cỡ cửa mở thôi mà. Ngọc nãy giờ các bạn cũng thấy nó ra không có nhiều các bạn. Thì thôi nói chứ là mình cũng chả mong mấy cái đó nhiều, tại ông này mình là biết ông chưa mát mà đòi hỏi gì ở ổng giờ. Có điều là mấy cái màn mà dạng này thì ổng hơi bất lợi xíu, tại vì đây là màn mà buộc phải dí đối tượng. Ông này ổng không thi tốc độ, ổng dí chậm lắm, cái đòn lướt của ổng nó không xa nữa. Rồi đây, đứng lại giùm cái ông bạn ơi, dí mệt lắm. Cái tầm lướt của ổng nó không có xa, mặc dù là lướt nhanh nhưng mà không xa. Rồi từ xử hai ông này trước thì mình tính tiếp. Rồi cái đợt hướng thu kiếm vô bao cái thôi là xong phim luôn. Ngọc cũng không lấy được nhiều, tại mình cái đòn lấy ngọc của ông này mới level 2 à.
Rồi cuối cùng cũng có một món vũ khí để nhìn thử coi. Rồi ok, cũng không hy vọng gì nhiều, tại cây ông này có cầm cũng con cũng không có may mắn các bạn. Rồi anh em chơi. Có điều mấy cái chiêu cơ bản thì ông mình nâng hết cho ông này rồi các bạn. Nó ra tiền với ngọc rồi các bạn coi buồn không? Rồi thôi ra gì thì mình dùng cái nấy. Tại nó ra tiền ít quá, ra mình nhìn mình thấy cũng không vui cho lắm. Rồi nó đứng ở vị trí này à. Rồi muốn đứng vị trí đó thì cũng được. Rồi anh em vô. Rồi đây. Ồ có hàng supply soldier các bạn ơi. Hay. Đây, bật cái này lên rồi đỡ, tại vì nó sẽ làm chậm thời gian. Bây giờ chiêu này của ông hình như chưa nâng được cao lắm hay sao á, nó không có nhiều. Nó không có giữ được lâu quá các bạn không? Rồi nó không dí các bạn. Rồi đây chơi luôn đi, tại vì chiêu của mình ngắn quá, chưa lên tới là đã hết rồi. Rồi đây vô. Trời. Rồi, sao tôi say mê đá banh. Đã vô được ăn banh. À Asai Nagamasa. À, anh em vô. Ây chà, ây chà, võ công lợi hại, võ công lợi hại. Đó lại chết rồi nếu mà không có chiêu tăng thủ đấy. Ba đứa nó đánh cùng lúc thì ai mà chịu cho thấu. Đòn thứ nhất của ông này cũng mạnh lắm đấy, chứ không phải đùa đâu, tại ổng là tướng power mà. Rồi ok, thôi cái này cũng được. Cảm ơn. Rồi đây, đây 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 anh em lên. Rồi vô. À, nó ông này giống Mitsui Deakichi, chỗ là ông cũng có cái chiêu mà dạng như phản đòn của đối phương á. Chiêu đó kích hoạt bình thường thì không có tác dụng, nhưng mà nếu mà đối phương đánh mà mình kích đúng lúc là nó sẽ phản đòn. Nó gây hưởng điểm búp luôn nha, chứ không phải là nó chỉ phản đòn không đâu. Ông này võ công của ổng hay lắm. Vấn đề là cái kiểu đánh của ổng thì nó không chính quy lắm các bạn ạ. Đúng kiểu là người trong ao hồ đấy. Rồi đây vô. Đây. Dính chiêu. Ngắn gọn như hiệu quả, ra con ngựa xịn. Chưa lấy ngựa mình cũng chưa mát luôn. Nó ra được con ngựa này mình cũng mừng. Trời ơi, phải bật rồi nha.
vô. Vô ta. Ấy dạ, nó ra thêm tướng à. Nó ra mình bừng gì điều đó cơ. Rồi anh em nhào vô đây. Ngoài vậy thì nó không gục ngay được, nó chỉ là đòn đánh thường thôi. Rồi đây. Chà nó chơi một quả văng xa luôn mọi ơi. Cái đoạn thứ ba này là không rút kiếm là khỏi bao luôn á. Rồi vô. Rồi đây, vô ta. Vô ta là vô hay, vô ta là vô hay. Không có tử mà mình quét cũng thấy sướng ghê luôn. Ông này ông mạnh các bạn. Cái gì đây, kho báu gì đây? À lại vàng hả, hôm nay ra dễ ra vàng thế. Nhưng mà vàng này tôi không có ham. Chạy đi đâu. Vàng khác đi. Đánh bại Ryokotaro Kuma. Thường thì cái ông đầu tiên mình gặp không bao giờ là ông thiệt. Cũng có vài lần gặp được ông thiệt, nhưng mà đó là mấy tầng thấp, mấy tầng cao thường không dễ ăn vậy đâu các bạn. Rồi ông nó chủ động nó chạy mình thì thường khả năng cao khó phải là thiệt lắm. Thường đó là cái thằng phách không à. Có điều là mấy thằng này dù nó phách nó vẫn ra đồ ngon, thành ra là thoải mái. Phách thì thiệt gì tiếp hết. Đây vô. Rồi đây.
Ồ, có cây này hay nè, may mắn là năm dòng nó cũng được. Tại ông này ổng chưa gì lắm, thành ra là ổng dày cũng được rồi. Quên mất cái nãy giờ cái cây này của ổng mình quên nhìn kỹ coi nó như thế nào ta. Ông này giờ level 43 các bạn thấy không? Đường xanh đường già ông ngắn ngủn à. Giờ cây này 33 nó có một tính thổ thôi, không biết sao mình ông này hình như mặc định nó ra phong hay sao mình không nhớ nữa. Đồ thì giờ tạm được rồi, để lấy mấy món này về có thì cũng không phí. Hình như mấy cái ông này mình còn đang nâng mỗi cái cây nào đó mà nó mới lên level 19 rồi, nó ly cây đó thì nhận level 32 rồi. Cây này ông cầm mình level 33 nãy hình như mới thấy như vậy. Rồi cái nó lên thêm mấy cấp nữa thì nó cũng không có nhiều giá trị lắm. Tại vì chủ yếu là nó thêm được vài điểm nữa thì nó cũng không tạo ra quá nhiều khác biệt. À, cái gì đây à thế chơi luôn cái này là quýnh lên combo thôi, mấy thằng này nó vậy cũng không sao. Rồi đây dứt tiếp dễ gì thua chơi được cả đống tướng màn này lời thấm mày nha. Rồi ok ông này ông cũng hồi năng lượng được dần dần rồi đấy, tại cấp ổng cao, ổng có mấy cái spirit nó cao nó cộng vô cái đường nâng cái đường xanh nó lợi nhiều cái lắm, nó hơi giúp hồi nộ nhanh nữa, hồi năng lượng nhanh là đủ thứ, tăng cái lượng di chuyển luôn. Như là mỗi đường thì nó có cái hay riêng nhưng mà hầu như đường nào thì ta cũng cần cả, như là tùy nhân vật ta cần cái nào trước cái nào sau thôi. Rồi đây màn này chơi về là vui rồi. Áo này hình như mặc định đánh ra phong á bạn thấy không? Mặc định nó đòn đánh của nó là nó có phong luôn. Rồi thôi mấy cái ra nhiều cái năm vòng hay ghê ta. Toàn nãy giờ toàn năm vòng thôi mà cũng được á, mình cũng chả cần nhiều hơn. Cái điều nó đánh thường vậy không thì ổng hơi yếu. Chắc phải bật hai này lên thật. Đấy hồi nãy giờ mình qua cái tờ đánh boss nào mình không hay luôn á. Đây rồi đây rồi vô em chơi. Ồ có cây 7 dòng này hay quá. Bây giờ nó có may mắn để mình xài nó chứ, ví dụ như cây kia 5 tỷ nếu không mình phải xài cây kia à, tại cây 5 dòng quý hơn. Cây 5 dòng đó nó có may mắn, mình rất cần may mắn để ra đồ tốt chứ còn cây này cầm 7 dòng mà chưa chắc nó ra đồ tốt cho mình. Trời lại hai ông này nữa à. Rồi hai cái vị này thì mệt rồi đây. Rồi đây bình tĩnh quý vị.
chém đầu lộ. À hên quá, ra hai ông cùng lúc, mình canh hụt mà vô tình nó trúng luôn. Rồi thôi, hai ngọc cũng được. Một ma này đánh lẹ bốn ngọc là lời rồi. Chung là người trong ao hồ cả thôi mà. Để dành cái nộ lên cho đánh đồng nhãn long các bạn. Ông này quýnh là bị choáng liên miên luôn. Rồi đây vô vô, nãy giờ tính ra đồ mấy ngọc rồi cũng không nhiều lắm. Rồi vô tiếp, chắc hết sao, chưa nhiều cái thủ mình còn chưa cần bật cái kia lên đâu. Đây chơi hết. Trời ơi, ấn quấn hụt nữa. Rồi đây vô. Vô tiếp. Đây hai. Không bật cái nộ lên nhưng mà phải có cái này, vừa đánh thuộc tính liên tục và vừa có mấy cái khác nữa. Rồi đây nó có hiệu ứng debuff luôn. Ây da, nguy hiểm. Đây ha. Hay quá, nó choáng rồi. Rồi thế là càng thôi. Rồi đây vô. Kích cái này lên xài thôi. Đấy, tiếp tục. Trời, nhanh đấy. Rồi, đây, vô. Ồ, tính ra ông này nhanh ghê, lên tầng 90 mới có 24 phút mấy à. Vậy quýnh trong trận này chắc tầng 26 phút, 27 phút gì đó. Rồi thử coi thành công không. Rồi cây năng lượng còn thì tội gì không vô. Đây thành công luôn. Rồi để coi nào. Rồi thôi, cái này cũng không quan trọng nữa. Có đồ ô cây này ngon thế nhỉ. Nó 5 vòng mà nó may mắn nó 12 luôn. Cái cây nãy là may mắn được nhiêu, 8 hả? Mà cây này cái vòng kia của nó ngon hơn. Tại phong thì như ông này mà định ông có rồi. Rồi thôi lui được rồi các bạn, không nên leo nhiều chi.
Rồi lấy được 4.000 mấy rồi thôi cũng được, ta đem mấy con ngựa ra bán nữa là sống gì đâu. Ủa quên nhìn cái kiếm nãy mình mới rút được. Cây này ngon đó chứ, vừa tử vừa phong là hợp lắm đây nè, vừa máu vừa để coi nào, vừa phòng thủ vừa cưỡi ngựa vừa năng lượng vừa tầm đánh nữa, là quá tuyệt vời rồi. Tiếc là không có may mắn thôi. Để coi nào, 12, 10, 14, 12, 3 là coi như lời rồi. Đánh này 25 cho 26 phút đi thì chưa gì là mình thấy mình được khoảng gấp đôi rồi, còn 1 phút lấy được 2 cục ngọc là ngon rồi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.